Xin giới thiệu với các bạn là một cái đôi nhíp dài 97 lá bản 6. Loại này loại tải trọng hơn 1 tấn các bạn nhé. Đấy, phụ kiện đầy đủ như trong hình này. Quang nhíp 12 cao su, mặt bích loại dày, có chấn cong này. Đấy, rất cẩn thận các bạn nhé. Quang ốc dài này, đu nhíp loại dày này. Nhíp có tổng chiều dài là 90 cm. Nhíp có tổng chiều dài là 90 cm, bản rộng 60 và cân nặng một cặp không phụ kiện là 30 kg các bạn nhé. Đấy, hàng này là nhíp nhập khẩu, chất thép rất là tốt các bạn nhé, chất thép đàn hồi rất là tốt. Đấy, 7 lá bản 60, lỗ mắt nhíp là 30 cao su đầy đủ. Mọi chi tiết liên hệ 0983818955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ chân vịt đẩy thuyền loại siêu rẻ. Đấy, loại này thì rất là phù hợp đối với những cái dòng thuyền đánh cá cỡ 3,5 m trở lại là có thể dùng được. Động cơ công suất là 200W các bạn nhé. Lực đẩy rất là lớn. Đấy, cánh to. Loại này là loại động cơ chìm các bạn nhé, có thể chạy chìm xuống dưới nước được. Đây là cái bộ phận kẹp lên cái thuyền này, các bạn sẽ kẹp đứng lên. Còn đây là bộ phận lái này. Con này thì có chỉnh số nhanh số chậm đây. Số nhanh số chậm. Còn đây là tiến và lùi. Còn đây là cái cần lái. Cái cần lái thì các bạn có thể cắm thêm một cái cần dài hơn vào đây. Đấy. Còn cái phần dưới này là kẹp vào thuyền. Cái này thì lực đẩy rất là khỏe các bạn nhé. Cỡ thuyền 3,5 m đổ lại là chạy có nước chảy là rất là vẫn chảy được nhé. Vẫn chạy được, rất là khỏe. Loại này thì rất là gọn nhẹ. Trọng lượng chỉ khoảng gần 4 kg thôi. Có thể mang ra mang về đều rất là nhẹ nhàng. Và điện áp thì sử dụng điện áp 12V. Đây các bạn kẹp vào đây. Kẹp vào bình acquy. Có thể cầm ra cầm mang về là đều được. Đấy. Con này thì có kích thước tổng chiều dài là 70 đến tận phần chân vịt lái này là 80 cm nhé. Đấy, rất là nhỏ gọn. Bạn thuyền đánh cá cá nhân thì dùng loại này là rất hợp lý. Giá thì dưới 2 triệu thôi. Mọi thắc mắc về thông số kỹ thuật và giá thành sản phẩm vui lòng liên hệ 0983818955. Và sau đây em xin giới thiệu một cái loại to hơn nữa. Xin giới thiệu thêm đến các bạn một cái mẫu loại lớn hơn. Loại này thì có thể sử dụng cho thuyền 3-4 người đều được. Đấy. Dòng này thì có 3 số lùi và 5 số tiến. Đây. Bộ kẹp gá này thì bằng nhôm. Đấy, rất là cứng cáp đây, rất là to. Kẹp vào thuyền này. Rất là cứng. Có thể điều chỉnh cái độ nghiêng của cái bộ cần này là chỉnh theo cái rãnh này. Các bạn có thể lắp vào thuyền nào cũng có thể lắp được. Đấy. Bộ này thì cao cấp hơn cái bộ lúc nãy. Đó là nó có thể điều chỉnh cái độ nghiêng.
Tất cả những cái dòng này đều dòng chống nước và đều là để chìm xuống dưới nước được. Đây, các cái con ốc của nó đều bằng inox để tránh nước mặn. Đấy. Con ốc xiết này cũng bằng inox luôn. Đấy, tất cả những cái đồ ốc của nó đều bằng ốc inox hết để tránh nước bị ăn mòn ở trên nước biển. Đây, con này thì có cả báo điện luôn các bạn nhé. Đấy. Có cả báo dung lượng luôn đây này. Mắc min đấy. Có thể điều chỉnh lái theo hướng mà cứ kẹp vào đây là được. Và cái cần này nó có thể xoay được. Đây. Đấy. Lực đẩy thì đảm bảo những cái dòng thuyền to 2 người, 3 người là đi tốt các bạn nhé. Đấy. Sải cánh của nó đây. Sải cánh là một cánh tính từ pin ra là 12 cm này. 11,5 cm. Cánh lớn. Cái này các bạn có thể thay lại cánh khác hay không thì tùy. Đối với lại bộ này thì nhà sản xuất cung cấp nguyên bản như vậy rất là khỏe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn lưu ý là đối với cái thuyền cá nhân thì chỉ cần đánh cái loại chân vịt bé này là được.